Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se có dân sự nghe. Trong đó có chép rằng, người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa sả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa sả ra sự phước hạnh. Sảy khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Và trước việc đó, thầy tế lễ Eliashib mà đã được lập coi sóc các phòng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tobia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát và người canh giữ cửa, luôn với của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 32 đời Artaxerxes vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliashib vì Tobia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tobia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy, tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê Vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Giuđa đều đem đến trong kho thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Sê-lê-mia, thầy tế lễ Sa-đốc, Ký Lục và Phê-đa-gia trong các người Lê-vi coi các kho tàng. Còn Ha-nan, con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giuđa, mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa, và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng mà đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Ti-rơ ở tại đó, đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giuđa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giuđa mà rằng, việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng, cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặng biệt ngày Sa-bát ra thánh.
Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, A-môn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng: các ngươi sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chính mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả, trong nhiều dân tộc, không có một vua nào giống như người. Người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Yoyada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat người Horon, vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy, tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi. Thi Thiên thứ 3. Đức Giê-hô-va ơi, kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều giường bao, lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng, nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. Tôi nằm xuống mà ngủ, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên. Hỡi Đức Giê-hô-va hãy trỗi dậy, hỡi Đức Chúa Trời tôi hãy cứu tôi, vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi và bẻ gãy răng kẻ ác. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va, nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài. Chương 14. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi, vì
chương.
Chương 16. Ngày Sa-bát qua rồi, Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi xức xác với Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ nói cùng nhau rằng: "Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta?" Khi ngó xem thấy hòn đá đã lăn ra rồi, vả hòn đá lớn lắm. Đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu mặc áo dài trắng thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng: "Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã tán xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng, Ngài đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy." Các bà ấy ra khỏi mộ trốn đi vì run sợ sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết bởi kinh khiếp lắm. Và Đức Chúa Giê-xu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Marie Madeleine là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước và nay đang tan chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người từng thấy Ngài thì không tin. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: "Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành." Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.